Sao em thấy được vết bầm trên má, chuyên tài thương về mấy lần trượt ngã, vì mùa mưa nào đã chiều dứt ở đây. Anh bộ đội thương binh vừa tỉnh lại sáng nay đã hỏi thăm em người mới lạ lùng. Chắc anh hiểu rồi, em ở tâm lòng nước mắt chỉ dành cho người ngã xuống, nên dù té đau gai rừng tê chân buốt đâu để vết thương anh gì máu hay là hành quân, niềm kiêu hãnh trong mắt em kỳ lạ, trong chiếc áo bạc màu đôi miếng vá, cô gái Việt Nam đẹp đến lạ thường, ôi những bông hoa nở giữa chiến trường. Dù té đau gai rừng tê chân buốt đâu để vết thương anh gì máu hay là trong mắt em kỳ lạ, trong chiếc áo bạc màu đôi miếng vá, cô gái Việt Nam đẹp đến lạ thường, ôi những bông hoa nở giữa chiến trường, trong chiếc